Chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình iGroup 20 top cần có kỳ hiệu là GEFI. Thì chương trình con này giao 1 thì nó đã về các bạn. Bạn nào đã có làm theo mình thì các bạn swap qua sàn BankerKSwap nha các bạn. Thì để swap được thì các bạn cần có phải có 0.001 phí chuyển là pin pin các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn swap luôn, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn làm giao 2 nha các bạn. Thì bạn nào có con cần có ký hiệu là EFL thì mình sẽ thu chung này cho các bạn nha các bạn. Thì liên hệ qua Zalo mình sẽ thu mua cho các bạn. Thì được để swap được thì các bạn nhấp vào một đáp nè. Các bạn chọn đầu bằng cái swap nha các bạn. Còn bạn nào mà chưa về thì mình có đấy, rồi các bạn chọn mạng BNB Smart Chain các bạn. Thì các bạn nào chưa về thì copy cũng chắc mình check thử có về không nha các bạn. Rồi thì các bạn việc bấm vào một viên du gạch dưới cùng bên cùng nữa bạn. Bạn add luôn chắc nó vào nha các bạn. Mỗi hạt được khoảng 10 đô các bạn. Mình hồi nãy mình về được 150 tốc càng mà mình sẽ swap hết 50 tốc càng. Còn 100 rồi bạn bấm vào nút add các bạn. Còn 100 tốc càng này bạn mà làm cái video hướng dẫn các bạn nè. Rồi bạn chuyển lại đổi nè, bạn chọn lên nè. Chọn 100 tốc càng nữa các bạn chọn vào đây nha. Balance firm daily không phải tốc càng này các bạn. GEFI nè, con này nè các bạn. Rồi bạn chọn mắt nha các bạn. À, giá sụp người ta, hồi nãy là 100 tốc càng 0.3 đô. 150 tốc càng 0.3 đô, giờ còn 0.001 pin bi. Phí mạng là 0.014. Ơi mà được 0.014. Nhảy lên fan các bạn. Thì con này giá nó sụp các bạn, hồi nãy mình làm nó giá nó cao lắm. Còn bạn swap thôi, bạn bấm vào swap Ali nữa. Mình được 0.013 pin bi cũng ngon rồi các bạn. Nhờ bạn chọn ok đúng không ạ? Phí mạng bao nhiêu đây? 0.013 của khoảng 340 đô các bạn, có 50 rồi. Giá tốt. Phí mạng là có 17 à. Các bạn còn muốn chấp thuận. Hai các bạn chơi sẽ quá chút xíu các bạn. À mà được. Rồi các bạn chọn close các bạn. Rồi các bạn trở ra. Rồi đây mình bắt đáp với mình coi về cho pin bi chứ các bạn. Đây mình 0.35 pin bi. Rồi nó về nè các bạn, bằng 0.5 nè các bạn. Ok, rồi để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link dưới. Rồi các bạn mở phần link dưới tả video, mình bấm start chat chatbot nè bạn. Giao 2 này mình nhận tốc cần ít lời bạn, vì tốc cần này nó list sàn BankerKSwap và sàn Hotbit nha các bạn. Sau khi bạn bấm start xong thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow và request tăng 3 người bạn vào thì bạn nhấp vô đây nha các bạn. Bà chó. Đây thì các bạn vào đây bạn follow, bạn gì mình đã follow rồi các bạn. Các bạn gì việc like nè các bạn. Rồi chấp nhận như tự quyết nha các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào à còn mình a cộng Goku a cộng Leyu rồi các bạn đã quyết đây nha bạn. Sau khi
kêu gì, submit URL hay chỉ quyết lên HLU không đó, đều submit. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lại một cái liên nghị quyết nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra nè. Hình như một mình về được 150 tục cần, cái quán bán được khoảng 10 đô các bạn. Rồi bấm vào hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn qua tờ quyết cho trả lời nữa. Máy lát quá, qua tài năng máy. Sau khi bạn gửi từ quýt xong thì bạn nhấp vào bài của anh cùng, bạn sao chép pin code rồi các bạn. Rồi bấm tiếp tận các bạn. Rồi các bạn mở cái Telegram bot bằng bức dán vào đây nha các bạn. Mình gặp cho bot nào. Tiếp tục thì các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Submit Telegram username thì các bạn join vào hai kênh nữa các bạn. Thì G1 mình đã xong rồi nên mình giúp cô mình đứng đi. Nhờ các bạn mới đáp lại nha các bạn. Và có đứng. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Đã xong anh muốn xuống 1. Rồi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tôi Facebook, gửi lại đường link và profile Facebook mình nha các bạn. Facebook thì các bạn bấm thích nè các bạn. Rồi. Đây đây bước xuống thích cái bài của nó cái nữa các bạn. Bấm thích đi các bạn. Chia sẻ công khai luôn. Rồi các bạn bắt up lại nha các bạn. Rồi. Sau khi các bạn follow like xong tiếp tục thì các bạn copy đường link Facebook của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn chạy về con bot nha các bạn. Các bạn bắt đáp vào gửi cho bot nè. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain, địa chỉ chocolate nha các bạn. Con này nó là smart con chắc rồi, các bạn click cho phần link mô tả mình copy con chắc, các bạn cập nhật là con chắc nó mới đúng các bạn. Thì các bạn tìm địa chỉ BNB Smart Chain các bạn. Nhờ các bạn sao chép nữa các bạn. Nhờ bấm bắt đắp vô đây nè. Bắt vô đây nè các bạn. Tụi tờ nhảy đâu khơ khơ luôn tờ. Máy bị gì ta. Rồi các bạn gửi cho bot các bạn. BNC02 Twitter xong Facebook Telegram rồi bạn bấm vào balance nha các bạn. Còn các bạn nào thiếu nhiệm vụ nào thì bấm vào hoàn thành nhiệm vụ đó các bạn. Dù heo mà đã nhận được 20 token này các bạn. Ok, chuyện trình này góp này nó sẽ đích sản không biết nhiều ngày 23 nè. Đích sản bằng cái swap ngày 25 mà hiện tại nó đã đích sản bằng cái swap rồi các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.